Công ty Boeing cảnh báo rủi ro của các chiếc Dreamliner trên cao độ. Tin tổng hợp, hãng sản xuất phi cơ Boeing đã cảnh báo rủi ro của các chiếc phi cơ 747-8 và 787 Dreamliner, kêu gọi 15 hãng hàng không tránh cho phi cơ bay gần bão trên cao độ. Cảnh báo đã làm hãng JAL của Nhật rút các chiếc 787 Dreamliner ra khỏi hai đường bay quốc tế. Những hãng hàng không bị ảnh hưởng còn có Lufthansa, United Airlines, Cathay Pacific, Boeing ra thông báo trong ngày hôm qua cấm chiếc bay Dreamliner trên cao độ cách các trận bão trong vòng khoảng cách 50 hải lý vì có thể gặp những tinh thể nước đá. Boeing và GE đang làm việc để tu chỉnh hệ thống kiểm soát máy có thể kiểm soát khuyết điểm. Trong thời gian từ tháng 4 tới tháng 11, đã có 5 chiếc 747-8S và một chiếc 787 đã bị tạm thời mất sức đẩy khi bay trên cao độ. Vấn đề xảy ra là do tinh thể nước đá tích lũy phía sau cánh quạt chạy xuyên qua máy.